Đấy, lấy tay xua xua, lấy chân chân, răng răng phát. Chụt phát đấy, phát đi. Cái gì? Đấy, chạy vào đấy rồi. Đấy này, nó cứ chạy ra chạy vào rồi. Ơi, nói đi. Alo. Ôi, vây lưng. Hả? Cho mượn cái vạt anh ơi. Lấy đâu, con Nam lấy được cái đem ốc lên không? Thôi em mượn cái vạt vâng. Đó. Ờ, lấy trong Vũ mà, Vũ Tiên Quang mà. Lấy trong Vũ Tiên Quang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi. Ờ, không dám gọi. Cái cho nổi đi, chứ vớt được, nó vớt được đâu mà nè. Giật cái là nó dãy phát là mất rồi. Cứ lòng đi. Rồi ta đấy mình ra đấy vớt rồi. Rồi, ra vớt rồi. Đây đầu nó quay vào đây đây. Cần lấy cuốc đấy yên tâm đi. Cái máy này chứ còn cái cuốc thì lo cái gì. Cái máy nó cứ vặn chặt phát thì nó đéo chạy vào nhà tí nó cứ khỏe khắp. Máy chi ạ. Chi mồi câu ạ. Máy thế bắt được cá nó mới đỉnh như. Thấy không? Có đồng toa chờ tí nữa. Vinh có con cá nó ánh tết trên đảo không? Mà không biết nó thay kiểu nào để ra đảo nhỉ? Cá cà tổ vào câu cá cào á. Cá câu, cá ăn bằng mồ, nưng thế ở cá cào. Mẹ, khó phết vậy. Có chứ là này không go rồi, co mất. Co cái toạc ngay. Hôm trước thằng toàn một con này. Lâu quá không hốt rồi mà. Nào, phát nữa. Thôi. Bắt được câu cú nha. Mất rồi. Không được nhỉ, nó khó mất một tí. Thế nào anh? Tình hình. Tình hình. Bác kém nên em mua phải gọi. Thôi. Cầm cần cũng hỗ trợ. Cho ông ngủ. Chưa hỗ trợ đâu nhỉ. Ôi rồi. Có nguy hiểm. Bình tĩnh còn nhiều.